Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirGov nhận 40 top cần có cái hiệu là XPKR nè bạn. Thì chương trình AirGov này nó sẽ random cho 2000 winner may mắn nha bạn. Thì để tham gia với hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video mình. Nhiệm vụ đầu tiên follow tại Twitter BNC Smart Chain các bạn. Đây vậy dự án này mình đã follow rồi. Rồi mình đã follow rồi bạn. Đây sự kiện này khá là uy tín các bạn. Tiếp tục follow XDLGRM này các bạn. Rồi các bạn follow luôn các bạn. Thì mình đã follow rồi. Tiếp tục thì các bạn copy hashtag này nè các bạn. Vào đây các bạn tweet nó các bạn. Các bạn like nè. Các bạn chỉnh dẫn tweet nè. Các bạn dán hashtag nó vào và tăng 5 người bạn mình vào các bạn. Rồi các bạn bấm tweet lên nè. Rồi sau đó thì các bạn nhấp vào cái link form with game này các bạn. Phan các bạn. Để mình dán vào trình duyệt Google mình đi. Các bạn chờ chút xíu các bạn. Vào đây thì câu hỏi mình có để cho bạn link mô tả đó bạn. Câu số 1 thì nó hỏi smart contract address quê XPKR thì các bạn chỉ việc copy contract của nó chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn copy contract nó vào đây nha các bạn. 0-6BC các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi đáp án thì câu số 2 các bạn việc chọn đáp án thôi các bạn. Câu số 2 là D và add up the book. Câu số 2 là add up the book nữa các bạn. Câu số 3 là ABCD luôn các bạn. ABCD. Câu số 4 là D to tốt rát. Câu số 4 là câu D nha các bạn. Câu số 5 là ABCD luôn các bạn. ABCD luôn. Rồi sau đó bạn bấm tiếp. Thì tiếp theo thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smartchain Bet20 trước kia các bạn đã khai báo rồi. Địa chỉ BNB Smartchain của mình nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè. Ui ta sao dán không ăn các bạn. Rồi tiếp tục các bạn submit link retweet nè. Thì các bạn mở tờ Twitter các bạn gan nha các bạn. Rồi bạn nhập vào anh Mata của mình nè, nhập một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tờ tweet nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ nó xong các bạn. Rồi như vậy là xong rồi. Ok như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 40 top cần XPKR đến đây mới thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.